Kính thưa quý vị, người dân Chile đi bầu tổng thống tin từ Santiago. Người dân Chile đang tới phòng phiếu để chọn lựa người lãnh đạo quốc gia nhiệm kỳ mới. Hai nữ ứng cử viên đã về nhất và về nhì. Trong cuộc bầu cử vòng đầu có 9 ứng cử viên. Cựu tổng thống Bachelet đã cầm quyền Chile từ năm 2006 tới năm 2010, được tin tưởng sẽ chiến thắng đối thủ với một tỷ lệ phiếu rất lớn. Hai nữ ứng cử viên từng là bạn bè lúc còn trẻ nhưng đã trở thành đối thủ chính trị lúc trưởng thành. Họ đã xuất thân từ hai gia đình giữ vai trò quan trọng tại Chile trong các năm 1970 sau khi tổng thống Salvador Allende bị tướng Augusto Pinochet đảo chính. Thân phụ của bà Bachelet là một tướng lãnh ủng hộ Tổng thống Allende và đã bị chế độ quân phiệt tra tấn đến chết trong tù. Thân phụ bà Mathe là một nhân vật quan trọng của chế độ độc tài. Thân phụ cả hai đều là tướng không quân, là bạn thân, con gái của họ từng chơi đùa với nhau lúc còn nhỏ. Bà Bachelet là một bác sĩ trưởng thành, chính trị gia, là vị nữ tổng thống đầu tiên của Chile giữ nhiệm kỳ từ năm 2006 tới năm 2010, không thể tái cử vì hiến pháp Chile không cho phép tổng thống giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp. Cuộc bầu cử vòng nhì hy vọng diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp so với cuộc bầu cử vòng đầu ngày 17 tháng 11 đã có nhiều sự trở ngại, tạm hoãn. Theo kết quả của bầu cử vòng đầu, bà Bachelet 62 tuổi nhận được 47% số phiếu, bà Mathe 60 tuổi nhận được 25% số phiếu. Cuộc bầu cử vòng nhì đã bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày hôm nay. Phòng phiếu đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều và kết quả sơ khởi có thể biết rõ sau khi phòng phiếu đóng cửa.